vô, thành là bữa nay sẽ hướng dẫn lại một cái cây, đó là cái cây Yui Kaito hay gọi là Nico AC Mod. Thì cây này mình hướng dẫn clip trước, nhưng mà clip mình hướng dẫn không có chi tiết, với lại mình có một số nâng cấp cho cái cây này. Cái cây này mình quay 2 ngày, cái phiên bản cũ mình quay 2 ngày thấy nó kiểu mệt, nó lệch lệch, nó quay nó không có đã, và nó nặng nặng quay mỏi, cho nên là mình đã chỉnh lại chút xíu. Mà bạn nào thích làm phiên bản cũ thì cứ làm, nhiều khi nó hợp tay của bạn thì quay nó thấy ok. Nguyên liệu mà chúng ta cần đó là một cái cây Universal. Cây này thì ngoài pha xa bán một cây là tầm đâu 30.000 một cây loại mực nước. Còn cái loại mực bi thì tầm 8-10.000, nhưng mà cái loại mực bi thì bây giờ thì nó tương đối là hiếm, ít cái có cái chỗ nào bán. Có mấy cái văn phòng cũ thì may ra có. Sẽ lấy được hai cái tiếp này. Rồi, chuẩn bị hai cây lấy được hai tiếp. Cái đó là một cái cây Acrolo hay gọi là AC, gọi tắt là AC. Cây này thì nó tương đối là nó bây giờ thì nó hiếm, ít ai bán. Cây này bên Mỹ thì nghe nói là không có bán nữa. Rồi cây này mua thì nó tương đối là mệt. Cái đó là một cái cây nữa là cây Comsa, để mà lấy cái cáp của nó. Đây là cái Comsa và cái cáp của nó như này. Đó, chúng ta sẽ lấy được cái cáp ở hai đầu. Đó, một đầu, hai đầu. Cái đó là một cái grip của cây Super Grip, mà mình không có cây Super Grip ở đây nên là mình sẽ lấy một cái cây có cái grip tương tự. Ví dụ đó là cái cây G2. Thì các bạn lấy cái cây G2 này các bạn làm luôn cũng được, nhưng mà giá của nó tương đối là mắc hơn Super Grip. Đây là cây G2 và cái grip của nó là nó sẽ như vậy. Đó, chúng ta sẽ cắt bỏ cái cục ở ngay đầu này. Đó, cắt bỏ cái cục này và cắt cho tới ngay ngón thứ ba. Cái ngón thứ ba ở đây thì chúng ta sẽ được cái khúc này. Cái đó là một cái khúc nữa là khúc ba ngấn. Khúc ba ngấn thì nó sẽ cắt từ cái ngấn thứ ba này trở lên trên là ba ngấn thì nó sẽ được cái khúc này. Nhưng mà cho tới cái khúc này thì nó sẽ có bốn ngấn, mà nó đã vượt qua cái chiều dài của cái grip này rồi, cho nên là muốn lấy đủ ba khúc này chúng ta phải chuẩn bị hai cái grip của cây Super Grip thì mới lấy đủ được cái số ngấn và cái số grip như vậy. Thì hai đầu chúng ta phải chuẩn bị tới bốn cái Super Grip thì mới chuẩn bị đủ. Cái đó là một cái cây nữa là cây Thiên Long Starlit. Cái cây này thì ở ngoài viên hồng phẩm người ta bán là 4-5 ngàn gì đó một cây. Thì nó có cái dạng mà in hình Doraemon trên đầu, với lại có ba màu là tím, đen với lại đỏ. Thì ở đây mình lấy màu đen. Đó, nó sẽ như vậy. Nó sẽ dài tầm này và chúng ta sẽ cắt lấy một khúc như vậy. Tức là các bạn cắt lấy 2/3 rip thì chúng ta sẽ được cái đoạn này. Đó, và cái phần còn lại là cái phần này. Kế đó là một cây rip nữa là cũng là của Thiên Long Starlit, nhưng mà nó đã vượt qua cái chiều dài của nó rồi. Tức là ba cái này ghép lại thì nó đã cao hơn một cái rip, cao hơn một cái rip của cây Thiên Long Starlit rồi. Cho nên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị tới hai cái Thiên Long Starlit để mà lấy được đủ ba khúc này. Thực ra mình cũng nhắm chừng thôi chứ mình không có biết. Mình nghĩ là vậy, tại vì cây trồng lên thấy nó hơi dài hơn so với cái rip mà mình nhớ trong tiềm thức, trong chip tưởng tượng của mình. Đó thì tốt nhất thì các bạn nên chuẩn bị dư ra, có gì lấy xài cho mấy cái cây sau cũng được. Thì hai đầu chúng ta phải chuẩn bị tới đầu bốn cây Thiên Long Starlit để mà lấy được hai bốn cái grip để mà làm đủ mấy cái này, đủ hai cái đầu. Cái đó là một cái grip, nó là cái grip silo. Đây là cái grip silo và chúng ta sẽ cắt lấy ba ngấn. Đó, thì hai đầu thì chúng ta sẽ được hai khúc như vậy, như vậy. Cái đó là một cái grip AB7, chúng ta sẽ cắt lấy bốn ngấn. Đây là cái grip AB7. Đây mình có cái phiên bản màu đỏ và nó sẽ có hai phần đầu trơn như vậy. Đó, đây là cái cây AB7, cái thân của nó là như vậy, gắn cái grip lên. Thì đây là cái cây AB7 mua ngoài pha xa như nó có bán. Đó thì ta sẽ gắt lấy tám cái ngấn lòi lên. À đâu, bốn ngấn lòi lên từ cái này. Đó thì hai đầu thì cái này mình nghĩ là các bạn mua một grip các bạn cắt ra là chắc cũng đủ rồi, không có cần thiết phải mua hai cái grip để cắt cái khúc này đâu. Thì đó là nguyên liệu chúng ta, và chúng ta sẽ đi đến cái phần hướng dẫn làm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lộn ngược cây grip của cây Thiên Long Starlit lại. Lộn ngược lại thì nó sẽ có dạng như vậy. Đó, có dạng như vậy. Và chúng ta sẽ trồng cái phần này, cái phần ở dưới này lên, cái phần mà lõm xuống lên cây grip của cây Thiên Long Starlit luôn, nhưng mà có cái độ dài là ngắn nhất. Đó, ở đây chúng ta sẽ có ba cái độ dài, một cái độ dài là dài nhất như vậy, độ dài trung bình và độ dài ngắn nhất. Và chúng ta sẽ lấy cái phần ngắn nhất và chúng ta sẽ gắn cái này lên, gắn lên như vậy. Các bạn thông cảm, tại mình có một tay, cái tay còn lại cầm máy rồi cho nên là không có làm nhanh được đó. Thì nó sẽ gắn lên được như vậy, được cái khúc này. Ở đây mình cắt kiếp nó hơi mệt, nhìn nó hơi mệt cho nên là mình sẽ không có chiếu kỹ, tại vì hồi nhìn hồi xỉu. Kế đó là chúng ta sẽ gắn cái grip của cây Super Grip lên. Đây là cái phần ba ngấn. Đó, chúng ta sẽ gắn lên cái phần lộn, cái phần lộn lại. Đây là cái phần lộn lại. Thì mình sẽ gắn cái này lên. Đậu ngã, gắn lên.
đó gắn lên như vậy, chúng ta sẽ được cái phần này. Cái này mình sẽ để riêng một bên. Tiếp theo chúng ta sẽ trồng rib của cái cây super rib mà loại 4 ngấn, phần 4 ngấn lên cái cáp cơm sa. Ở đây mình có cáp cơm sa vậy. Đây, đây là cái cáp cơm sa. Và mình sẽ trồng cái này lên. Nó đậu khó vậy. Đó, mình trồng lên, mình đẩy xuống sát ngay cái phần G của cái cáp luôn. Đẩy sát xuống đây mà đừng có sát quá, kiểu nó vừa chạm tới thôi, tại sát quá nhìn nó kỳ, kiểu nó độn cục lên nhìn nó kỳ, nó dồn lên. Đó như vậy. Kế đó là cái grip của cây AB7. Đây là grip của cây AB7. Gắn lên đây và đẩy xuống sát với cái grip super grip. Nó đậu. Rồi. Kế đó là cái grip của cây Thilom Stalit mà có độ dày trung bình. Đó, và gắn lên đây. Gắn lên đây. Cái này hơi mệt à, cái này nó hơi nhỏ. Nó đậu. Nó đậu. Sắp được rồi các bạn. Rồi coi như tượng trưng đi, thì nói chung là gắn vô đường dày. Quay lại đây nhìn cho đẹp. Đó, gắn vô đậu cũng không có đẹp nữa. Rồi, coi như tượng trưng vậy đi. Thì chúng ta sẽ được như vậy. Nhưng mà các bạn gắn thì các bạn phải gắn sát vô, đừng có gắn như mình. Đó, gắn dày thì chúng ta sẽ lấy cái grip này. Đây là cái phần grip dài của cây super grip, các bạn trồng lên đây. Đó, các bạn trồng từ cái phần mà có ba ngấn này, các bạn trồng lên cái phần grip hồi nãy, trồng lên cái cáp hồi nãy. Đó. Đó. Như mình thiếu thiếu gì đó. Nói là mình thiếu cái grip silo thì các bạn phải trồng cái grip silo vô như vậy. Rồi các bạn mới trồng tới cái khúc grip này. Thì nó cũng dễ hiểu thôi mà, cứ trồng grip này vô thì trồng thêm grip này vô thì giống như hồi nãy mình hướng dẫn, hồi nãy mình nói thiếu grip này thôi. Đó là chúng ta sẽ được cái khúc này, đó được cái cục về. Và chúng ta sẽ quay cái tiếp này. Bỏ vô đây, bỏ vô thôi, không có cần làm gì hết, bỏ vô thôi, bỏ về. Và chúng ta sẽ gắn cái cục hồi nãy lên. Đó là cái cục hồi nãy. Gắn cục hồi nãy vô. Gắn vô. Đó. Và chúng ta được một đầu. Và chúng ta chỉ cần làm cái đầu còn lại y hệt là chúng ta đã được cái mod. Đây mình làm thử cho bạn xem. Đó, sau khi mà nó làm được hai đầu như vậy thì chúng ta sẽ quấn con keo giấy lên cái thân của cây IC. Quấn con keo giấy dài vòng như vậy cho mà nó gắn, khi nào mà các bạn thấy gắn vừa cái nắp thì các bạn ngừng lại. Trong lúc gắn thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là các bạn gắn thử, nếu mà thấy không được thì các bạn cắt bớt băng keo để mà điều chỉnh được. Đó, đây là một cái cây gọi là Neko IC hay gọi là Yui Kato thì các bạn gọi tên nào cũng được, nó là một. Mình sẽ quay thử. Đó, thì mình thấy cảm nhận của mình là mình thấy cái cây này nó rất là phê, quay nó rất là phê. Kiểu nó nhẹ nhẹ mà nó vừa tay của mình. Đó. Đó. Đậu. Đậu. Mình chuẩn bị đốt rồi nha các bạn. Má hướng dẫn xong từ cái cây mà quay thấy phê xong chuẩn bị đốt bỏ. Khỏi đốt mẹ. Má. Các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì có thể like ủng hộ mình để mình làm thêm nhiều cái clip hướng dẫn như vậy nữa. Yeah.